Đây là con gà luộc để mà làm lễ của mình đấy các bạn. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Rất là hấp dẫn. Rất là hợp để mà mình cũng những ngày mùng 1 hay là đêm 30 giao thừa đón mừng là năm mới. Thì bây giờ cũng là sắp đến Tết rồi. Chỉ còn có vài ngày nữa là Tết. Thì một con gà luộc kèm với cái xôi gấc ở dưới, màu để có một cái xôi có màu đỏ để tượng trưng cho cái may mắn của một cái năm mới đầy may mắn và hạnh phúc. Thì nhân dịp năm mới sắp đến thì kênh ẩm thực YouTube cũng xin chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy may mắn. Hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn cách làm một con gà luộc để làm lễ những cái ngày rằm ngày mùng 1 hay là cúng đêm giao thừa. Thì đầu tiên thì mình sẽ chọn một con gà. Thì gà làm lễ thì là gà trống. Gà trống này thì nó dao động từ tầm cân rưỡi đến cân 8 một con. Gà trống này để làm lễ thì người ta thường là gà trống tơ các bạn. Gà trống tơ này thì tức là gà mới tập gáy. Nếu mà nhà bạn nào mà có gà trống thiến thì mình làm một con gà trống thiến thì rất là tuyệt. Đấy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm gà để bó cánh tiên. Bó cánh tiên để luộc mà không cần phải dùng đến dây lạt. Thì có hai cái chân này các bạn, hai cái chân này thì mình sẽ nhét luôn vào trong bụng gà, mình sẽ không cắt đi hai cái chân này. Thì mình sẽ mở cái phần mổ đằng sau, đút cái chân vào. Đấy, mình sẽ đút sâu vào trong. Đến phần đầu con gà này các bạn. Đầu con gà này khi mà mình mổ gà, khi mà người ta mình mua mà gà về mà mổ thì cái vết mà chọc tiết này các bạn, đấy khi mà người ta sẽ chọc tiết thì người ta sẽ chọc từ bên này sang bên kia cổ để lấy hai cái lỗ. Hai cái lỗ gà, nếu mà người ta chưa có cái lỗ này thì mình có thể dùng dao nhọn hoặc dùng kéo. Mình sẽ chọc từ bên này sang bên kia phần cổ gà này để tạo thành một cái lỗ. Và trong trong cái miệng gà này thì mình làm sạch sẽ và bỏ hết những cái lưỡi rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ đút cái cánh. Cánh đầu tiên thì mình sẽ đút vào cái lỗ. Cái lỗ của phần cổ gà là phải mình sẽ đút luôn vào cái mồm gà này các bạn. Đấy, sau đó thì đến phần khuỷu thì mình sẽ bóp ngược lại. Và phần cánh còn lại thì mình cũng vậy. Cũng cho vào cái lỗ. Xong mình đút vào thật lựa lựa, đút. Đây. Đấy các bạn. Và bây giờ mình sẽ ghim để mà cố định cái đầu lại để cho nó đứng im một chỗ. Mình sẽ sử dụng một cái tăm nhọn này các bạn. Đấy, mình sẽ sử dụng một cái tăm nhọn. Xiên thẳng từ phần đầu qua phần da này, qua phần đầu xiên thẳng xuống. Cắm xúc phần lưng. Đấy, vậy là mình đã ghim được phần cố định của con gà. Đến phần lòng. Phần lòng mề gà và quả tim này, phần tiết này thì mình sẽ bỏ tạm ra đây. Lòng mề gà thì mình sẽ buộc lại. Đây mình sẽ cho cái mề này vào trong phần gan và tim mình sẽ cho vào trong này và mình sẽ dùng cái lòng này, cái lòng mình đã làm sạch sẽ và quấn lại. Đấy thì mình sẽ quấn quanh cái mề này.
mình có thể cho vào đây và buộc qua một lần để cho nó thút lút, nó phải tuột các bạn. Và như vậy là mình đã xong và mình sẽ đi luộc gà các bạn nhé. Mình sẽ bắt một cái xoong to. Luộc gà lễ này thì mình phải dùng một cái xoong to để lọt con gà và mình sẽ đổ nhiều nước các bạn. Đấy, mình sẽ không thể luộc ít nước được, mình phải nhiều nước. Thì chỗ này mình đổ được khoảng tầm hơn 2 lít nước một chút xíu. Để mình sẽ cho lên để mà đun. Khi cho lên đun thì mình sẽ cho một củ gừng này, khoảng 15g gia vị và một chút bột ngọt. Để cho khi mình luộc gà nó sẽ đậm đà hơn một chút xíu. Bởi vì đây là mình làm gà lễ thì mình phải luộc hết sức là cẩn thận. Thì con gà nó mới ngon và đẹp. Đây thì mình sẽ cho lên đây và chờ cho nước nó nóng nóng hơn một chút. Thì mình sẽ cho gà vào các bạn. Đấy, các bạn nhớ nhé. Khi mà mình thấy bốc hơi nhẹ nhẹ ở đây nên nhiệt độ khoảng 60 đến 70 độ thì mình mới cho gà vào. Thì luộc gà nó mới ngon và nó mới đẹp được con gà. Đây các bạn, khi nước đã nóng ra rồi thì mình sẽ cho con gà này vào để luộc. Đấy, thì gà này thì mình để làm sao cho nó. Mình khi mà mình cho vào này, và phần cánh, phần chân này mình đã ghim cố định rồi. Đấy, thì mình sẽ cho gà vào để luộc. Khi cho gà vào luộc này thì mình luộc gà lễ thì mình cứ mở vung ra các bạn, không cần phải đậy vung. Thì mình sẽ mở vung ra. Đấy. Và chờ nó sôi như cái ngày rằm và ngày mùng 1. Hay cái này là cũng giao thừa. Thì mình nhà nào hầu như cũng có một cái con gà lễ để thắp hương các cụ. Đón mừng năm mới hay một tháng mới. Thì một con gà luộc để làm lễ với xôi ở dưới thì thật là tuyệt vời. Đấy, và mình sẽ để chờ nước sôi các bạn nhé. Đây gà khi mình đứng ở đây trông các bạn. Đấy thì nước cũng chuẩn bị sắp sôi rồi. Gà lễ, một con gà như thế này thì mình sẽ luộc trong tầm khoảng 15 đến 18 phút là được các bạn. Đấy, khi mà nước sôi như thế này, mình bắt đầu mình sẽ hạ lửa bớt. Sẽ nhỏ lửa đi. Các bạn, mình luộc gà này không thể luộc to lửa được, mình sẽ luộc. Và khi nước sôi thì mình sẽ cho phần tiết và phần lòng mề và gan cho vào trong này. Đấy, mình sẽ luộc. Mình luộc này đã được cho vào đáy om khi mà đã được 10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ trở mặt con gà các bạn nhé. Đấy. Thì mình sẽ trở phần ngược lại con gà. Nếu mà nhà các bạn nào, các bạn phải lưu ý hết sức là cẩn thận không nó rách cái da gà này. Thì da này các bạn, nó sẽ có nước thì mình sẽ chọc cho nó ra bớt nước. Khi mình lật được sôi được 5 phút thì mình sẽ tắt mở bếp các bạn. Mình tắt mở bếp và om trong khoảng thời gian 3 phút nữa. Sau khi om được 3 phút rồi, bây giờ gà này chín rồi, mình sẽ vớt ra các bạn. Đấy, thì mình sẽ lựa lựa dùng đũa để vớt ra. Mình vớt ra này thì mình sẽ nhúng luôn nước lạnh các bạn nhé. Cho ra đĩa đây và sẽ nhúng qua vào nước lạnh. Mình sẽ xả nước sạch các bạn. Nước sạch thì mình sẽ cho con gà này vào đây. Và mình sẽ rửa qua bằng tay và ngâm cho nó nguội hẳn. Đấy, mình sẽ ngâm con gà này cho nó nguội. Thì mình mới bắt đầu để mà cho ra. Đây các bạn nhìn, gà khá nguyên và đẹp. Mình sẽ rửa bỏ, sẽ dùng tay để rửa bỏ những cái bẩn do cái bọt của mình vừa nãy tiết nó ra các bạn. Đấy. Nhớ các bạn nhé, mình bắt buộc mình phải ngâm con gà này cho nó nguội hẳn để mình mới vớt ra. Không có khi mà hơi nóng mà bốc lên nó sẽ đen con gà. Đây mình sẽ để đây ngâm. Khi gà nguội rồi thì mình sẽ vớt, sẽ đổ ra cho nó róc các bạn. Đấy, mình sẽ cho vào róc nước. Sau đó thì mình để ra cái đĩa này. Để tạm đĩa ra dọc cho nó dốc nước tiếp thì mình sẽ cho vào xôi để làm lễ các bạn nhé. Đây là gà mình, các bạn nhìn này.
khi mà mình nguội, khi mình để nguội để cho ra con gà là khá là trắng. Đấy, nếu mà mình không nhúng qua nước lạnh thì con gà là khá là đen thì nhìn nó rất là xấu. Gà lễ mà đen thì quá là xấu đúng không các bạn? Đấy, mình bắt buộc mình phải ngâm qua nước lạnh. Và khi mà mình để thật nguội, nguội gần như nguội hẳn ấy thì mình mới vớt lên. Đấy, thì mình sẽ ngâm được khoảng trong 5 đến 7 phút thì nó sẽ nguội hẳn. Thì mình vớt và bây giờ thì mình sẽ cho ra đĩa các bạn nhá. Thì mình chuẩn bị một đĩa này. Đĩa này là đĩa phi 25. Mình sẽ cho xôi gấc các bạn. Đấy, thì mình có đồ sẵn một xoong xôi gấc đây. Đấy, mình đồ sẵn một xoong xôi gấc. Thì mình sẽ cho ra đây và bắt đầu cho xôi gấc ra. Mình sẽ hớt xôi ra đây dàn đều. Mình sẽ để một cái bát này ở giữa. Mình sẽ kê ở giữa đây các bạn nhé. Đấy, thì tí nữa mình sẽ cho lòng mề vào trong này, lòng mề gà vào trong này. Và sẽ để con gà lên lên trên. Khi mình cho xôi vào được như thế này. Đấy. Thì mình sẽ bỏ cái bát này ra và có một cái khoảng trống nho nhỏ ở đây. Thì mình sẽ cho cái lòng mề và cái tiết vào trong cái đĩa xôi đây. Và bắt đầu mình sẽ cho con gà này vào các bạn này. Mình sẽ chỉnh làm sao cho nó thật vuông thật đẹp. Con gà. Đấy, mình sẽ cứ thế và chỉnh. Lắn căn chỉnh cho đẹp vào các bạn nhé. Đấy. Đây mình sẽ có một cái bông hoa hồng này thì mình sẽ cắt con khoảng 7 8 phân. Thì mình sẽ cắm vào mồm của con gà. Đấy, mình sẽ cắm đúng lên đây. Và có hai chiếc lá thì mình cũng có thể cắm vào cho nó thêm sinh động. Mình sẽ cắm vào sang hai bên đây các bạn.